khi gặp nguy hiểm. Thánh Vịnh 91. Nương bóng Chúa toàn năng. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù săn, khỏi tay ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở dưới cánh người, bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thủ đỡ, bạn không sợ cảnh hải hùng đêm vắng, hai mũi tên bay giữa ban ngày, cả địch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hứng. Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ thế nào là số phận bọn ác nhân. Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chân người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đựng tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiên rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán: Kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy, và hưởng ơn cứu độ ta ban.